À, xin chào tất cả các bạn. Chắc hẳn các bạn cũng chưa quên cái khối khóa của mình này đúng không ạ? À, trong cái video trước thì mình có giới thiệu với các bạn về cái khối khóa của mình này và có một lời thách đố là ai giải mở ra và lắp lại được thì mình sẽ gửi tặng các bạn một bộ quà tặng. Nhưng mà rất tiếc là từ đầu đến giờ chưa có bạn nào giải được cái bộ khóa của mình này. Hy vọng là trong các video sắp tới thì sẽ có những cái bạn có thể giải và lĩnh những phần quà là khóa của mình. Ngoài khóa của mình ra thì có các món quà ví dụ như Domino chẳng hạn, mình vẫn luôn luôn dành những cái món quà để cho các bạn chú ý theo dõi kênh YouTube của mình. Rồi, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn giải cái khối khóa của mình này. Để mà giải cái khối khóa của mình này, thực ra nhìn nó tương đối phức tạp nhưng mà giải vô cùng đơn giản. Đầu tiên thì chúng ta có thể xem nhìn vào cái trục của nó, trục chính của nó, và chúng ta để ý trong cái trục này có một cái khối đây, có một thanh có thể rút ra được. Đây chính là điểm mấu chốt của chiếc khóa khổng minh này. Sau khi rút ra thì chiếc khóa sẽ thành rất nhiều cái thanh, 12 thanh như thế này. Chúng ta sắp xếp lại cho nó gọn một chút ạ. À, các bạn để ý theo cái cách ở đây có đôi 4, 6, 6 cái quân hình vòng cung này và 6 cái quân này. Đầu tiên chúng ta sử dụng đó là quân như này. Chúng ta gắn hai đầu vào. Nguyên lý của nó, nguyên lý các bạn chú ý nguyên lý nhé. Khi lắp vào cái điểm một cái thanh có cái G như này thì các bạn lắp làm sao để cho các bạn nhìn thấy chưa? Khi cái điểm này nó rơi xuống hai cái mộng này nối với nhau thì nó còn thừa lên một nửa, bởi vì một nửa nó sẽ dành cho cái thanh còn lại. Tiếp tục. Chúng ta sử dụng một thanh như này. Tiếp tục chúng ta để ý thấy hai cái thanh có hai cái G ở giữa này. Chúng ta để ý. Đầu tiên lấy cái thanh có cái điểm G ngoài. Sau đó. Chú ý khi lắp là các bạn lấy theo đúng cái nguyên lý như thế. Cái phần thì sau khi đặt xuống thì nó sẽ thành một đường thẳng này. G lên một nửa. Lắp xong. Phần còn lại thanh có cái G ở giữa này. Còn lại hai thanh này. Chúng ta để chúng ta nâng cái này lên lên cao, đẩy cái thanh này mà và hạ nó xuống, hạ cái thanh cái này hạ xuống dưới. Sau khi hạ xuống thì chúng ta lắp hai khối cầu và cuối cùng ta gần đây.
Như thế là chúng ta đã hoàn thành khối khóa của mình. Ở video tiếp theo thì có lẽ chúng ta xử lý một cái khóa khổng minh khó hơn một chút. Cái khóa khổng minh hình trái tim này có lẽ rất phù hợp cho các bạn đang trong cái độ tuổi yêu nhau. Các đôi các bạn có thể mua tặng nhau cái khối khóa khổng minh này. Vô cùng lý tưởng. Và cái việc mở chiếc khóa khổng minh này không phải quá khó, nó vừa mang cái ý nghĩa khi bạn ghép nguyên vẹn một trái tim như này thể hiện cái tình cảm, đúng không? Rồi, hy vọng là trước khi mình up cái video mở cái chiếc khóa khổng minh hình trái tim này thì có một bạn nào đó sẽ giải được giúp mình để giành được cái phần thưởng là một bộ khóa khổng minh nằm trong cái đường link ở phía dưới, một trong những chiếc khóa đấy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.